Một giải đấu cờ vua có 8 người tham dự theo thể thức vòng tròn một lượt. Một người sẽ đấu với mỗi người còn lại một ván cờ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván cờ? Giả sử như chúng ta sắp xếp các cái ván cờ như thế này. Người thứ nhất đấu với tất cả những người còn lại một ván. Như vậy thì người thứ nhất đã đấu 7 ván với 7 người còn lại. Bây giờ chúng ta lại cho người thứ hai. Bây giờ giả sử người thứ hai đấu lại với người thứ nhất một ván. Rồi đấu tiếp với các người còn lại 3, 4, 5, 7, 8. Như vậy thì người thứ hai cũng thực hiện 8 à 7 cái ván. Và cứ như vậy, giả sử ta cho người thứ ba cũng đấu lại với người thứ nhất một ván. Dùng cái mặt màu khác. Đấu lại với người thứ nhất, rồi đấu lại với người thứ hai. Tiếp theo là người thứ ba đấu với những người còn lại. Nếu mà chúng ta sắp xếp như thế này ấy, thì cứ như thế, mỗi người sẽ đấu 7 ván cờ và có 8 người, cho nên sẽ có tất cả là 7 nhân với 8 ván cờ. Thế nhưng mà khi ta sắp xếp như thế thì người thứ nhất và người thứ hai đã đấu 2 ván cờ. Lúc đầu là người thứ nhất đấu với 2, lúc sau là 2 đấu lại với 1. Đấy. Hay là 2 và 3 cũng đấu 2 ván cờ. Hay nói cách khác là cứ mỗi hai người đã đấu 2 ván cờ. Do đó cho nên bị thừa hẳn đúng một nửa số ván cờ. Hay là số ván cờ như thế này ấy, là đã gấp đôi thực tế. Do đó số ván cờ thực tế sẽ là 7 nhân với 8 rồi chia cho 2. Thì chúng ta sẽ được 5, 6 chia cho 2 bằng 28 ván cờ. Như vậy đáp số của chúng ta là 28 ván cờ. Đây được gọi là hình thức thi đấu vòng tròn một lượt. Chúc mừng các con đã hoàn thành nội dung của buổi học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các buổi học tiếp theo.